Vâng, xin chào anh em. Tình hình là hôm nay là mùng 6 tháng 6, sale hè to giữa năm thì mình có đặt cái đơn này. Đây, thì sáng đặt nha anh em. 9 giờ đặt đây. Đấy, 9 giờ đặt khoe với anh em trong nhóm. Đây, 9 giờ đặt tai nghe không đồng. Áp mã các kiểu vào. Đấy, shop này rửa mã mà, nên là áp mã vào còn không đồng. Đấy, rất là nhiều anh em đặt. Thảo luận cực kỳ sôi nổi luôn hôm nay. Đấy, rất là nhiều anh em đặt. Anh em lại bảo mình chém gió đi. Đấy, nhiều anh em đặt hàng này lắm. Thì 9 giờ mình đặt. 9 giờ mình đặt và bất ngờ là 15 giờ mình nhận hàng đây. Đấy, 15 giờ mình nhận hàng lên khoe với lại anh em luôn. Đây chắc là đơn hàng mà mình nhận được nhanh nhất trong lịch sử mua hàng của mình. Đấy thì rất là nhiều anh em bảo mình khui thì mình khui luôn nhá. Khui hàng luôn. Đây, cho anh em xem những cái đơn mình đặt hôm 6 tháng 6, khá là nhiều đơn. Đấy thì tai nghe đây 700 nhá, còn không đồng. Mua không mất gì cả luôn. Không mất cả tiền ship luôn. Đây thì áp những cái mã này nhé, mã 700, mã 60.000, tích lũy mã của Lazada vân vân các kiểu còn không đồng. Thì đơn về đây nghe, 15 giờ nhận được luôn, kinh sáng đặt chiều nhận hàng luôn, kinh khủng. Mình nghĩ là nghe gọi là chống cháy thôi, chống điếc thôi chứ chắc chắn là không hay rồi, nghĩ vậy. Chúng ta xem như thế nào. Đấy, ui hoành tráng vãi, ui vãi trưởng, tai nghe không đồng anh em ạ. G54 hộp hiếc đàng hoàng luôn này. Đây 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 đây, đây. Những cái thông số đây của tàu à. Mã các kiểu này. Ồ, hộp điếc, ôi, nhìn cái hộp kết luôn này. Mình không ngờ có hộp luôn, mình nghĩ là nó đựng trong cái túi ni lông đây nghe. Vâng, tai nghe này thực ra là chỉ mấy chục thôi. Đấy, có cả siêu luôn anh em ạ. Vãi trời, ta sẽ xem thẩm âm chất lượng như nào. Ồ, hộp to vãi trưởng. Ơi thì tai nghe này, thứ nhất là ưu điểm cái dây chống rối nhá. Độ dài cũng tương đối, nghe qua 3.5. Thiết kế theo kiểu giống tai nghe earphone của Apple. Mình cũng thích nghe những kiểu tai nghe không có tiếp tai, nghe nó đỡ bị bí tai. Ở đây còn có cả cái ốp kim loại này xung quanh này. Nhìn thề luôn, nhìn kiểu này nó mình thấy nó không đẹp như kiểu đồ chơi ấy, thà để đen hết còn hơn. Đấy, hai cái màng này có cả bảng điều khiển luôn này em. Ồ, nghe gọi luôn này, không có tăng giảm âm lượng, chỉ có một nút duy nhất thôi, nút bấm kêu tanh tách luôn. Ok, sau khi cảm thụ mấy bài nhạc sàn với cả nhạc trẻ thì đây mình cũng có đánh giá trên nhóm rồi. Đấy, quay cho anh em xem không đồng anh em thì nghe chống điếc khá là ok. Con này thì bass ít, có bass nhưng mà ít nhá, và chép thì hơi gắt, chép nghe đanh, còn mít thì ổn, tình thấy ngon nhất trong ba giải. Mít ngon, nói chung là vô đối trong tầm giá. Đấy, mình nhấn mạnh là vô đối trong tầm giá, không đồng, không con nào có đối thủ luôn. Đấy, anh em có thể mua được, đấy, không mất tiền. Bây giờ thì hết mã rồi, anh em phải vào nhóm để săn hàng nhá. Link nhóm thì như anh em thấy trên màn hình, ngày nào cũng có sản phẩm ngon với cả deal ngon cho anh em săn. Giá rẻ mấy nghìn thôi hoặc là không đồng. Vâng, có thể nhiều anh em chưa biết là đang có sale hè trên Lazada, sale rất là to luôn, từ mùng 6 tháng 6 đến mùng 10 tháng 6. Đấy, sắp hết rồi. Mình vừa sưu tầm mã tích lũy này, mã tích lũy lên tới 800 nghìn nữa, tự nhiên được có thêm mã tích lũy 5 nghìn nữa này. Thì sẽ có rất là nhiều đi là 6 nghìn, 6 nghìn cho anh em nhé, bạt ngàn luôn. Link thì mình cũng đã tổng hợp hết trong livestream một. Đây, thời trang nữ 6 nghìn này, với cả 20 giờ hàng ngày từ nay đến mùng 10 tháng 6 sẽ có mã 30% này. Thời trang nam cũng 6 nghìn, 12 giờ đến 13 giờ mỗi ngày này, và cũng có mã 30% lúc 20 giờ. Và rất là nhiều mã giảm giá, mã free ship. Link mình sẽ để dưới video cho anh em nhé. Còn ai xem TikTok thì link trong bio nhé.